Đây này, vẫn cứ tiếc cái điện thoại đây này. Cứ đã bảo của đi thay người rồi. Anh mất ở đâu? Không biết. Anh Jackie, hôm nay đặt đi la sợ ma. Ngày nào nó không sợ ma. iPhone này, Fly. Anh nghe rồi. Bạn nhé, tôi tin bạn ra bán. Hả? Này đi. Này rồi. Đây đùa. Bán. Điện thoại mới của Vi đâu? Dạ. Điện thoại mới của Vi đâu? Điện thoại mới của Vi ở trong nhà ấy. Mua chưa? Dạ. Mua Samsung chưa? À chưa. Bây giờ hắn còn đang phân vân anh ạ. Anh cả mã team em gái chơi đi. Anh solo. Chắc là mai em tăng, mua. Tăng 10 Phi nhìn lịch đồng xúc Hồ Chí Minh anh chị ký. Samsung, đi mua Samsung đi Vi. Hả? Anh nói shopping không. Samsung. Điện một tí. Phi gọi shopping điện một tí. Ngày mai chồng mua nhá. Không, vợ tiết kiệm. Thì chồng mua cho. Xong rồi. Tiết kiệm rồi. Vợ hôm nay tiết kiệm. Điện một tí. hắn bảo là mua cái Samsung Galaxy 23 Ultra anh. S23. Ờ. Hắn bảo có 20 triệu. Em mới nên em tra. Nó rơi vào 39 triệu. Hắn bảo không, mua loại 20 triệu thôi. À, hay mười mấy triệu nhỉ? Không. Bao tiền? Ultra 20. Bây giờ ra Ultra 23 rồi, dùng 22 hâm à. Trong nói 20 hâm à. Mua 23. 22. Chị ơi. Mua 22 mua làm gì? Hả? À, chắc tại vì oppa xài 22 á. Hay bác bảo nhiêu tiền?